Đây là mình trở lại miếng vườn của anh Bảy nữa. Thì hôm rồi anh Bảy có hứa là sẽ chỉ cho mình cái cách làm hòa mấy cái hòn non bộ, rồi mấy cái cây cảnh ôm đá mà không phải là đá nghe các bạn, mà là than than tổ ong, là than than tổ đá. than Mình đá. về mình đập bỏ cái ngoài, Dạ. đập thí gì nó bể đi, Ừ. bỏ ngoài bắt mình mới quậy chi măng Nhúng. nhúng này, mình mới Đây. để vào nắng hoặc là mình để trên cái bếp để cho nó khô, Dạ. rồi mình để khô mình nhúng vô xi măng Dạ. đó. Rồi giờ ví dụ như muốn chai gì đó thì Ừ. định hình nó của nó, Dạ. ví dụ vậy. Tùy mình ha. Ông muốn gắn cái hình như thế nào đó thì ông định hình đó, rồi ông chơi gì đó Dạ. thì Rồi, để vậy đó. Đơn Quá giản đập. đi xa. Vậy đơn giản quá Cái đó ha. Rồi rồi sau đó mình có đắp xi măng thêm lên nữa không, cái không ạ? này đó ông định hình, ông để định hình xong Dạ. phải không, Dạ. rồi định hình ông thấy nó được rồi phải không, cái ông lấy nó xuống. Rồi. Cái tức là Cái mình này làm cái ông mẫu ấy ha. gắn xi măng À. để xuống đây Dạ. đó, rồi cái này đó ông cũng gắn xi măng, ông chấm xi măng đặt đây đây Dạ. đây, rồi cái này ông để lên, ông định hình gì đó ông Rồi. gắn vô, chứ nó đâu có gì đâu mà khó. Vì là tới đây ba thang đá là không có bỏ nữa Thằng đá là không nha. không không bỏ. À, như vậy đâu muốn đó là chơi thôi, rồi cái dáng muốn như thế nào Tùy ở ha, trong tùy đó, ha rồi cái chỉ gắn vô đó thôi, gắn xong vô đó rồi gắn vô đó rồi mà ông kiếm cái cây, cây ông cầm uống cho vô cái dạng thác đổ hay gì đó ôm ôm lại đá. rồi thi. Đây là than tổ ong, cái này là chưa nhúng xi Chưa măng. nhúng xi măng Nghe anh Bảy anh đập ra anh để dành. để dành anh Nha. đang làm. Còn bên này là anh nhúng sẵn đi, rồi khi nào mà có ý tưởng cái đầu lấy ra làm Giờ đó. đi Chẳng hạn như mua giờ anh mô phỏng nè, mô phỏng mà làm rồi. để đây nó định Mà cái hình này là cũng còn tô phết xi măng được thêm nữa ha, chứ là còn phải gắn vậy. xi Mà sao nó có cái màu đen đen á, là cũng măng vô, gì xi xi măng măng đó hả? À, sơn đó là hả? sơn. Sơn như vậy là cái chỗ khuyết đó là mình sơn cái màu đen. Mà sơn đó là sơn gì anh? Đây thì sơn ngoài thường mình nói Sơn không á, sơn sơn nước hay là sơn sơn nước sơn bạch tuyết? sơn hộp sơn hộp xịt nhỏ á. nhỏ chứ À, vậy màu hả? sơn sơn hộp mình Sơn đó. bạch tuyết ha. Cái chỗ nào viết đó Rồi. mình vết đen đen hoặc pha vô vết trắng À. cho nó na Cho ná giống như nó cái giống dây như núi đá nó vậy giống cái ha. màu ấy. À, trời. Rồi cái nào mà Mình nó tính lòi ở hình ngoài đó vô thì thiên vết nhiên trắng, á. cái nào mà nó lòi ở ngoài thì vết trắng, thì đó do nó mình giảm giá cái màu mè vậy Thì dòng tưởng tượng thiên nhiên. thôi. Vậy nó mình tưởng tượng thì cái này thì nó rõ gì ở không làm vậy thì mình bán bà con anh ấy thấy rồi, cái giá thành nó thấp dễ chơi. Đó, như cái này mình có anh Bảy mà anh để lên vài ba cái cục đá vô ha, làm các bạn thấy nó giống như là mình lên núi Đó là cái đó thì vậy. hồi đó tôi chỉ cái gói quay cái dây điện gì đó để đó, thằng này lại thấy nó cũng làm được thôi. Vậy À. thôi cái nỗi gì Rồi thôi, cảm ơn sự chia sẻ của anh Bảy nha. Về tập làm giống ảnh coi. thì đó, cái này đó Để thì mình vậy có nhiều cái sản phẩm đẹp. Vậy mà nãy đi vô thoạt nhìn tưởng đâu là đá thiệt. Mới nói với lại Tài á, nói cái này mua đá nè, này mới đá mua nè, đá dụng người ta. Rồi, rồi chào nha, chào giờ các đi bạn mua nha. đá, Rồi hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. đi mua đá.